Rồi chị chào mừng cô bác anh chị em các bạn ha. Thì hôm nay trường tiếp tục đi qua chỗ khúc qua sông cũ á mọi người, thì bích lục bỉnh chân hả à. Mà trường thấy có chỗ này gì nè, đây chỗ này ta cắt lục bỉnh chân á mọi người, có trống gì nè, bích sông bích chân hả à. Thì kiếm mấy cái lỗ gì nè mình câu chơi đó, chắc là dụng cần máy ra ngoài đó ha, dưới bính cần câu tay đi chơi nha mọi người. Thì chủ yếu là trường quay giải trí câu cá nó ăn câu chơi thôi ha, bự nhỏ thì hên xui nha. Rồi còn miếng mồi cù à, trộn vô câu luôn. Rồi mồi vừa bóp xong rồi đó mọi người, thì chỗ này eo hẹp quá à. Nè nó có lỗ xuống gì à, thôi mình đặt lại cái máy quay đi nha. Chỗ này chú ý là câu giải trí chơi mọi người, chứ cũng hơi khó khăn quá nè. Trời còn nhịp nữa kìa, còn lo nè mọi người. Rồi, nhịp mạnh này. Dính nè mọi người. Ê sao con này nặng nặng nè mọi người. Biết bự hay nhỏ nè. Ôi. Đây. Ôi cũng được nha mọi người. Rồi, đây. Có nhớ con người đây thấy không? Thì lắm ấy. Mấy cái chỗ mà gì là mình câu là khả năng dính cá cao lắm. Đây, em này tầm gần nửa kilo nha. Im à. Ngon lành. Lúc đầu á trường tính á câu đài á mọi người, xả mồi trong này mình câu đài. Nhưng gốc cuộc quên để mấy cái hồ đài ở nhà á, không có đem theo. Giờ làm hại thôi câu thằng máy luôn.
lúc phao cho mày lụm nè, mới ăn kìa mọi người. Lúc phao lụm cá bự rồi. Giữa mới đặt cái máy có thấy cái phao không nữa. Ơi ăn nước rồi mọi người, mới qua luôn nè, mới ghẻ cả mọi người thấy không, mau thiệt kìa. Thì gọn lên hơn cho mấy có con này cũng khủng thôi, mới quăng nó cái đá nó bật rồi kìa. Rồi, cái nó là dính nè. Chút thôi. Rồi dính này. Nè hai cái lượt luôn mọi người ơi. Vừa lôi chuông rồi lôi cái phao này nữa nè. Nghỉ luôn rồi. Làm rung luôn á. Bắt mồi luôn cái gì đây rồi. Còn miếng luôn. Ăn như cái buông luôn rồi. Còn. Cái kỳ á. Không dính luôn rồi, lo gì cái rồi đây. Còn nhịp nhịp kìa. Thiệt là rung. Chờ. Dính nè mọi người. Dính nè. Đùa tới. Bị máng với con dây gì ngoài kìa mọi người. Quải đạn không. Dính cá ngoài đó kìa. Mà rồi giục luôn rồi. Có con dây gì á. Rồi ghi vô này chắc là hên thui nè. Ôi quá cứng luôn rồi. Rồi gặp dây bự lắm mọi người ơi, bởi vì dây mình máng vô rồi lo phải đất rồi. Ôi siêu cà na. Rồi lấy cây cần vàng luôn, cần kia nó đứt dây luôn rồi, dây cần vàng. Phao nha mọi người, cho nó lo nhẹ chút xíu đi, để mình gắn cái chuồng á, cá nang hơi nặng quá. Ăn luôn đi nha.
Để lôi cái lớn hơn kìa. Nước phao luôn, nước phao luôn. Cảm giác như cá rô mà dĩ rẻ mọi người. Đấy, cái gì lại lắm này. Rồi vô cá mọi người ơi. Năng bốn phao lên vậy đó mà dịch không dính đó. Quải nạn không? Chỗ này ăn mau thiệt. Chút ăn cái nó coi. Chút lên hết rồi mọi người. Vừa dậy uống nước. Vì ra uống nước cái nó rút lên nè. Xả xuống cho thầu rồi. Đó, cho nó lòi. Lòi cho nhẹ hơn chút coi. Hy vọng có cá bự chỗ này nha mọi người. Tại vì ở cái giữa sông ở chỗ này nè là lúc trước cá bự dưới lắm nhiều luôn. Mà giờ bích lục bình hết rồi anh. Ngồi đây chờ đợi luôn. Trời kìa, rút lên đó đó mọi người. Đang ăn nữa kìa, đang rút lên đó kìa. Chuyện tình lại gớt cá phao nữa rồi. Lươi kiếm phao nữa rồi. Nè mọi người. Cá nè. Lên. Lụm nữa nghe.
Gà dừa nó dễ chừng nó ăn lắm mọi người. Mấy gốc ăn kìa. Vừa bay lên đó nãy giờ không ăn gì trơn. Rút mạnh lên luôn cái rồi. Cái cần máy mọi người. Mới ăn nó vậy, nó mới ăn vô cái gì á. Nó chả chả phao gì giật phao kìa. Tình hình là nắng lên rồi á thì cá nó ghẻ không à, nó không ăn nữa. Thì hôm nay giải trí gì cũng vui rồi. Kiểu mà đóng được 5 6 lần mà dính 3 con là thấy là vui lắm rồi đó. Chứ mà khi đi câu hả, trời ơi, ngồi cả ngày nó không ghẻ luôn. Rồi vậy thôi chắc nghỉ quá, cá nó không ăn nữa rồi. Rồi vừa hẹp lại mọi người ở video sau ha. Đây nha mọi người. Thì nói chung hai con này cũng trọng trọng bự bự. Chứ con nãy dướng là chuyện lo cho nó ruột luôn.